The Australian government has increased the childcare subsidy, which helps more children like Mia develop their learning and social skills. And parents like Dani work or study more. It helps businesses find more staff and companies hang on to their people. So easing pressure on many families is good for children and good for Australia. To find out more, visit childcaresubsidy.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra. Có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hạng, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Queensland, nước mắm Hoàng Gia đang được bán sỉ và lẻ tại siêu thị Phát Tài ở Inala. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn qua số 0411 100 435. Xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự Úc Châu của chúng tôi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, Kim Hoa cũng rất hân hạnh một lần nữa được làm việc với kế toán gia Phô Huy Nguyễn. Kính chào anh Huy. Chào Kim Hoa và chào tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị khán giả, rất nhiều thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình tuần này. Lý do là bởi vì trong tuần vừa qua thì Hội đồng Nội các Quốc gia đã nhóm họp trở lại là một phần nào đó. Chương trình nghị sự đã thảo luận về vấn đề khan hiếm nhà cửa. Và chính phủ cũng như là thủ hiến các tiểu bang cũng đã có một vài biện pháp hy vọng là có thể tháo gỡ được những cái khó khăn trong thời gian sắp tới. Và trong sinh hoạt tài chính thì vấn đề lương bổng gia tăng chậm chạp cũng đã được tổng nhà thống kê ABS đưa ra khi mà mức gia tăng trong quý 2 chỉ là 0.9%. Và trên căn bản trọn năm thì sự gia tăng lương là khoảng 3.6%. Và đây vẫn là mức độ thấp hơn so với tỷ lệ lạm phát hiện nay là 6%. Nhưng mà một cái thông tin tích cực cuộc trong tuần này đó là cái tỷ lệ thất nghiệp đã gia tăng lên 3.7%. Thì tại sao Kim Hoàng nói thất nghiệp thường thường chúng ta nói là tin tích cực thì nó là phải giảm hạ. Nhưng mà trong cái bối cảnh này chúng ta đang chờ đợi cái sự gia tăng của tỷ lệ thất nghiệp. Và cái xu hướng này thì nó sẽ làm thấy một cái ánh sáng cuối đường hầm thật sự nó đang đến rất gần, phải không thưa anh? Dạ vâng, kính thưa quý vị, cái số mà tỷ lệ thất nghiệp mà nó dưới hàng 4 á, thì nó không có bền vững. Nó không có bền vững là lúc nào chúng ta cũng nền kinh tế cũng thiếu nhân viên, và cái điều đó là cái điều nó sẽ cản trở cái sự sản xuất. Và ai cũng cho nghĩ rằng là 3.5 thì chắc chắn là tỷ lệ thất nghiệp phải từ từ mà lên, và lên tới hàng 4. Thì ở một cái hàng 4.1 hay là 4.2 thì có lẽ là rất là lý tưởng, đó là cái sự cân bằng giữa những người đi kiếm việc làm và chủ cho thuê, thì chúng ta không có bị vô trong cái tình trạng là 100 cái job, 100 position là 100 cái công ăn việc làm mà chỉ có 40-50 người apply thôi. Và ngược lại cũng chúng ta cũng không muốn thấy là một cái ad mà một cái quảng cáo đưa ra mà là tìm nhân viên mà tới 200 người, thì cái đó là cái thái cực mà chúng ta không muốn xảy ra. Cho nên để tỷ lệ thất nghiệp từ 3.5 lên 3.7 thì tương đối đó là một cái chiều hướng rất là đúng, và nó theo cái chu kỳ mà bắt buộc nó phải xảy ra. Và dần dần thì chúng ta sẽ thấy cái tình trạng mà thiếu người đó, thiếu nhân viên làm việc hay là khó kiếm người, nó sẽ không còn nữa. Có nghĩa là đây là cái cơ hội mà các chủ doanh nghiệp không cần phải trả lương cao để thuê mướn nhân viên nữa. Họ có nhiều cái sự lựa chọn khác nhau. Và đây cũng là cái bối cảnh mà các chuyên gia cho rằng ngân hàng trữ kim sẽ căn cứ vào để có thể giữ lãi suất ở mức ổn định. Mức ổn định có nghĩa là không gia tăng. Chứ chúng ta chưa thể nói đến vấn đề giảm hạ, bởi vì có lẽ là còn quá sớm, phải không thưa anh? Vâng. Và với cái 3.7% lãi suất, điều này cũng có nghĩa là 4.1% lại xin lỗi 3.7% thất nghiệp thì 4.1% lãi suất sẽ được giữ nguyên trong tháng 9 và tháng 10 sắp tới. Kim Hoàng biết không, để chỉ nói cho quý vị cũng như là Kim Hoàng biết, có cái mẹo như thế này là để cho một người bình thường, không phải là kinh tế gia, không phải là những người mà tham khảo về kinh tế, biết được là coi cái tình hình ở ngoài đó lãi suất có tăng hay không. Thì quý vị cứ vô trong những cái term deposit của ngân hàng đó,
Có một cái ngân hàng đó, cái ngoài đó chỉ có một tuần trước thôi, họ hạ từ 5.2 term deposit đó, xuống còn có 4.3. Ừ, rồi gần từ, 1 chấm. Dạ, cho nên từ chúng ta có thể cảm thấy được và không cần phải phân tích nhiều là tình hình lãi suất đang dịu lại và khó lòng có đi ngược lên. Cho nên cái term deposit cũng là tại vì quý vị cũng thấy là nhà băng hay là hay là những công ty buôn bán là họ phải mua vốn vào, họ phải bán ra thì họ bán rồi phải có lời. Thì nếu mà cái term deposit của 4.3 đó thì có từ 5 chấm mà xuống 4.2, 4.3 thì có nghĩa là lãi suất nó đang dịu lại. Có nghĩa là cái term deposit là cái công cụ để cái chúng đo, ta cái thước đo nào đó, để chúng ta biết được là lãi suất nó đang ổn định hay là nó đang gia tăng hay là đang giảm hạn. Yeah, chúng ta có thể tự đoán. Cái đó là cái mẹo. Chúng ta không, cái đó không phải là cái công thức gì cả, nhưng mà cái đó là cũng thấy được là một cái thước đo rất là dễ hiểu để chúng ta cảm nhận được là cái thị trường nó đang đi về đâu. Dạ vâng. Và cũng liên quan đến vấn đề thị trường công việc làm thì trong những cái chúng ta thường hay nói đó là cái lương bổng cần phải gia tăng đồng nghiệp với tỷ lệ lạm phát, và đó cũng là cái châm ngôn hoặc là cái slogan của chính quyền Albanese trong cái cuộc bầu cử vừa qua, khi mà thủ tướng cho rằng là để đời sống của cư dân nó bớt khó khăn hơn thì cái việc tăng lương nó phải song hành với lạm phát. Lạm phát cao nhất là 7.8%, hiện nay lạm phát đang hạ giảm xuống là còn 6%. Trong khi cái mức tăng lương thì chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua thì thật ra là Fair Work Commission cũng đã đưa ra nhiều cái đợt tăng lương khác nhau. 1 tháng 7 vừa rồi thì cũng đã tăng lên đến 5.6%. Nhưng mà trên căn bản trung bình, thưa quý vị, tổng nhà thống kê APS đã cho biết là trong quý 2, có nghĩa là từ tháng 4 cho đến tháng 6 2023, tiền lương chỉ gia tăng 0.9% mà thôi. Và trên căn bản trọn năm 12 tháng thì cái mức tăng lương là 3.6%, và rõ ràng 3.6% nó chỉ bằng khoảng một nửa của tỷ lệ lạm phát mà thôi. Hay nói một cách nôm na là tiền lương đang bị đi tụt lùi. Vâng. Không có sự gia tăng nổi. Người ta gọi là in real term, có nghĩa là cái giá trị thật sự của đồng lương thì càng ngày, thưa quý vị, những người có lợi tức khiêm tốn hay là lợi tức cố định thì thường thường nạn lạm phát nó đưa những cái người nó vô cái tình trạng là như vậy. Ở vào Việt Nam vào thời trước năm 1975 thì đa số những công chức khi mà thấy lạm phát cứ lên một vực vì chiến tranh đó, thì chúng ta thấy là những người trung lưu nó sẽ biến thành một cái số người gọi là khó khăn. Mà ngay cả nước Úc chúng ta cũng đã thấy là những người mà ngày xưa mà có lương 110.000 một năm là có cảm thấy rất thoải mái, nhưng mà dần dần vì cái sự tăng lương nó không đủ để mà chạy đua theo cái tỷ lệ lạm phát thì người ta sẽ biến thành một cái group mà nó gọi là khá chật vật. Và những cái người mà có lợi tức thấp hơn đó thì nó gọi là người ta gọi là nghèo hơn. Cho nên mỗi lần một lạm phát, chúng tôi cứ hay nhắc đi nhắc lại là lạm phát là một cái kẻ thù khá lớn đối với những, nhất là những người có cái lợi tức cố định, những người dựa vào lợi tức centerlink hay là những cái người nào mà có những cái lợi tức mà không thể thương lượng với chủ để tăng lương cách nhanh vọt được, thì cái đó là một số người bị thiệt thòi nhất trong nạn lạm phát. Yeah. Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái thông tin vừa rồi thì nó thực ra là nó đang hỗ trợ cho cái việc giảm phát lạm hạ, chứ nó cũng không phải là cái nguồn tin tiêu cực hoàn toàn. Và lạm phát giảm hạ tất nhiên sẽ giúp cho lãi suất không gia tăng nữa. Và trước cái bối cảnh này thì chúng ta có thể hy vọng 4.1% sẽ là cái mức lãi suất mà chúng ta nói là đỉnh điểm, có nghĩa là RBA sẽ không tăng. Mặc dù biên bản của phiên họp vào đầu tháng 8 vừa qua cho thấy là RBA vẫn còn để một cái cánh cửa mở là họ có thể sẽ gia tăng thêm 0.25% để mà kềm hãm lạm phát. Nhưng đó là chỉ là trong lý thuyết mà thôi. Còn trên thực tế, với tất cả những cái số liệu thống kê vừa qua từ ABS và từ cơ quan tài chính khác, thì các chuyên gia suy đoán rằng chúng ta cũng sẽ được an toàn về mặt lãi suất. Nhưng mà ngược lại, trong cái sinh hoạt kinh tế của nước Úc thì chúng ta không phải chỉ đơn giản là chúng ta tùy thuộc vào kinh tế quốc nội, một phần nào đó chúng ta cũng đang lệ thuộc vào kinh tế quốc tế. Và cái kinh tế quốc tế nó đã làm cho cái đồng Úc Kim trong tuần vừa qua nó đã tiếng mà chúng ta hay nói nôm để mà dễ hiểu là rất không phanh, có nghĩa là nó đã giảm quá thấp. Yeah. Xuống chỉ còn khoảng 64 sen Mỹ. Free fall. Yeah. rớt tự do. Rất là nhiều những cái từ ngữ để dùng để ám chỉ cho cái sự rớt giá của đồng Úc Kim. Như vậy thì cái nguyên nhân thực sự là vì sao, thưa anh Huy? Dạ vâng, kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi nói đến lại cái hối suất là tiền tiền Úc với tiền Mỹ thì có nhiều những cái ký ức nó trở lại.
mà chúng tôi rất là theo sát cái tình hình hối suất nhiều thập niên qua. Vào năm 2001, đây là một cái thời điểm kinh khủng nhất, đồng Úc bị phá giá một cách rất thậm tệ. Tháng 4 năm 2001 là khoảng 22 năm trước, đồng Úc so với Mỹ còn có 49 sen. Chỉ trong vòng 3 ngày. Thưa quý vị, đây là những cái thời điểm mà rất là khó khăn. Và sau đó thì đồng Úc đã phục hồi trở lại ở một cái mức số 5 và từ từ lên số 6. Và năm 2008, sau khi mà Global Financial Crisis á, thì Úc xuống còn cái 57 sen. Thì Kim Hoàng thấy là đây là những cái sự mà nó fluctuate, là nó lên xuống dựa theo nhiều tình hình khác nhau. Trở lại cái hối suất thì nước Úc của chúng ta vẫn coi trên được coi trên toàn cầu là những nước có tài nguyên, hay là commodity currency. Cái đồng bạc của chúng ta nó dính chặt liền với lại cái lĩnh vực xuất nhập khẩu, giá xuất nhập khẩu của khoáng sản, của tài nguyên của chúng ta. Và những cái nước mà đang sử dụng những cái tài nguyên ra nhiều nhất á, đang phát triển nhất và sử dụng nhiều nhất vẫn là Trung Quốc. Mà nếu mà có những cái sự biến động gì về đánh nhau ở Trung Đông, hay là có những cái sự khủng bố gì đó, thì đồng bạc chúng ta sẽ xuống liền. Cho nên vào năm 2001 cũng là cái năm mà 9/11 là cái năm khủng bố, thì nước Úc chúng ta bị khủng hoảng. Đồng bạc chúng ta là cái thước đo nó gọi là nhạy bén nhất ở toàn cầu. Đồng bạc tiền Úc xuống là chúng ta biết tình hình nó có vấn đề. Và gần đây thì chắc chắn là tiền Úc, nhiều khi người ta hỏi là tại sao tiền Úc nó cứ xuống mà rơi xuống như vậy, trong khi ai cũng phân tích và tham và cho rằng là tiền Úc của chúng ta ở mức quân bình là 75 sen, từ 70-75 sen là cái mức quân bình, nó gọi là không có quá cao, không quá thấp. Nhưng mà khi chúng ta xuống dưới 65 sen đó là chúng ta phải có vấn đề. Cái phần đầu đó, thưa quý vị, ai cũng nói là lãi suất của Úc thấp hơn nhiều những nước khác trên thế giới, nhất là Mỹ, Canada, Tân Tây Lan. Họ đang ở 5.5, thậm chí ở bên châu Âu nó có thể phần lên đến 6 chấm mà chúng ta có 4.1. Thì Kim Hoàng vừa nói đây là đỉnh điểm, thì chắc chắn là một trong những yếu tố quan trọng là lãi suất của Úc thấp hơn lãi suất nước khác. Cho nên là tiền của Úc phải đi ra ngoài để đầu tư chứ không giữ lại Úc. Cho nên là cái nhu cầu của đồng bạc Úc sẽ bị yếu đi và thấp hơn. Nhưng mà vì cái lãi suất 4.1 nó không có hẳn là để cho cái tiền mà nó xuống dưới 65 như vậy. Và có lẽ là đây một cái lý do mới nhiều người chưa có cảm nhận được đó. Đó là cái tình hình khủng hoảng rất trầm trọng về cái nợ nần chồng chất trong cái thị trường xây dựng cũng như bất động sản của Trung Quốc. Và nó gây ra những cái sự bất ổn. Và từ đó những sự bất ổn đó thì người ta suy diễn ngay cho rằng là cái nhu cầu mà để mua những cái quặng mỏ khoáng sản của Úc nó sẽ giảm đi rất 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 nhiều. Và vì vậy đồng Úc cũng như là chúng tôi nói là commodity currency, là đất nước về tài nguyên, thì khi mà cái nhu cầu về tài nguyên nó quá yếu đi như vậy đó, thì đồng bạc chúng ta sẽ rơi không phanh. Nhưng mà nó sẽ còn tiếp tục rơi hay là nó có thể là dậm chân ở mức độ hiện nay là khoảng trên dưới 60 sen thưa anh? Khi mà chúng ta tiên đoán một cái đồng bạc Úc nó có xuống nữa hay không đó, thì chúng ta phải nhìn về quá khứ một chút xíu. Cũng có thể là nó còn xuống rơi nhiều nữa trước khi mà nó rebound là nó quay trở lại phục hồi nữa. Kim Hoàng thì Hoàng thấy là những cái dữ liệu mà của thập niên trước cho thấy là đồng Úc có thể xuống dưới 60 sen bất cứ lúc nào và sau đó sẽ phục hồi. Nhưng mà cái thời gian mà nó xuống quá cái mức mà nó quá cái mức mà gọi là người ta không ngờ được, nó là under value, coi như là bị mất giá mà nó khách cái là không đáng đó, thì chắc chắn là sẽ có người mua lại và đưa đồng Úc lên. Cho nên là những cái thời gian đó diễn ra rất là tạm thời chứ không phải là một thời gian cố một gian lâu dài. Như vậy thì những người nào đang có kế hoạch du lịch nước ngoài mà phải sử dụng đồng Mỹ Kim thì có lẽ là phải theo dõi thị trường mỗi một ngày, và nếu mà được thì cũng nên là tranh thủ cái thời giai đoạn này nó vẫn chưa có quá thấp, thì chúng ta cũng có thể có lời được chút xíu khi chúng ta trao đổi hoặc là hoán đổi cái tỷ giá từ Úc sang Mỹ, phải không thưa anh? Nhưng mà Kim Hoàng biết là nhiều người họ đã book vé bay cho vào tháng 12 rồi, thì quý vị cũng biết là đây là những cái thời điểm mà 2 năm vừa qua và kể luôn cái cuối năm sắp tới của năm 23 đó, nhiều người vẫn còn rất là muốn đi xuất ngoại và họ đã book những cái chuyến bay. Quý vị thấy là điển hình là Fly Center họ rất là mạnh mẽ về những cái vấn đề sinh hoạt, mà về cổ phiếu của họ cũng liên tục gia tăng. Gia tăng là tại vì cái sự rất là lớn mạnh. Nhưng mà không may thì từ đây cho đến cuối năm không biết là cái rebound hay là nó còn free fall xuống nữa nó như thế nào, chứ hy vọng là tình hình ổn định hơn, tình hình ổn định về toàn cầu, và nhất là cái mũi dùi chĩa vào Trung Quốc là coi cái tình hình bất động sản và nợ nần và những cái nó gọi là những cái
cái món nợ mà hầu như là Trung Quốc đang 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 bao che, và dần dần nó sẽ đến một ngày nó tức tức vỡ bờ. Có nghĩa đó, là cái nợ công của chính phủ Trung Quốc nó đang ở mức rất là cao mà chúng ta không ai biết được chính xác là cái mức nợ này nó như thế nào, khi mà họ đã chi tiêu quá nhiều cho lĩnh vực xây dựng nội địa cũng như là xây dựng quốc tế, là bởi vì trong cái chương kế hoạch vành đai và con đường, Trung Quốc cũng đã sử dụng thế mạnh tài chính của mình để mà xây dựng hàng loạt những cái hạ tầng cơ sở cho các quốc gia ở nước ngoài. Và đó cũng là cái chi tiêu rất là lớn của chính phủ Trung Quốc, thưa anh, mà họ chắc chắn là những cái quốc gia như là Pakistan hoặc là những quốc gia ở châu Phi, thì cái vấn đề hoàn trả nợ là một điều vô cùng khó khăn. Họ có thể là giữ tài sản thôi, chứ còn cái trả vốn lại thì rất là khó. Vâng, với lại đối với những một số nước đang phát triển, nhất là những cái nước ở Trung Á và châu Á, họ coi Trung Quốc như là một thực dân, có nghĩa là một những đế quốc đi sang nước của họ mà thay đổi cuộc sống, và thay đổi cuộc sống, cái là họ xây dựng hạ tầng cơ sở. Thì cái đó cũng giống như là một Hoa Kỳ ngày xưa đến Đông Dương, hay là Quan Hệ ngày xưa đến những cái nước khác mà đầu tư rất là mạnh mẽ, trong vì họ coi đó là như là mẫu quốc về kinh tế. Cho nên Trung Quốc cũng đang làm cái việc đó, nhưng cái việc đó có bền vững hay không thì nó dựa vào cái sức mạnh tài chính của Trung Quốc. Và khi mà chúng ta nói đến thị trường nhà cửa, kính thưa quý vị, trong khi thị trường nhà cửa ở Trung Quốc nó rơi vào tình trạng bất động sản là bởi vì cái số lượng xây dựng nó quá nhiều, bùng phát từ năm 2010 cho đến bây giờ, trong khi cái số lượng người mua thì không có bao nhiêu, và những cái thành phố ma nó cũng mọc lên như nấm ở Trung Quốc, thì ngược lại hoàn toàn với nước Úc của chúng ta, khi mà chúng ta đang thiếu hụt trầm trọng tất cả các loại nhà, từ những căn nhà để mua cho đến những căn nhà để thuê, từ những căn nhà độc lập cho đến những căn chung cư, không đủ để đáp ứng với cái nhu cầu, thứ nhất là của những giới trẻ, khi họ lớn lên họ muốn có nhu cầu ra riêng, thì đó là một nhóm người. Và nhóm người thứ hai là những du học sinh quốc tế, và nhóm người thứ ba là những lao động tay nghề từ nước ngoài nhập cư vào Úc. Đó là những cái bối cảnh nó đã làm cho thị trường gia cư của Úc nó liên tục rơi vào tình trạng khủng hoảng trong cả năm nay. Và trước bối cảnh này thì trong tuần vừa qua, Hội đồng Nội các Quốc gia mà Thủ tướng Albanese cùng với thủ hiến tất cả các tiểu bang và lãnh thổ đã có một cái cuộc họp tại thành phố Brisbane. Và cái cuộc họp này gần như đã đạt được đồng thuận thông qua một cái kế hoạch xây dựng 1.200.000 căn nhà diễn ra trong vòng 5 năm, và thời gian là bắt đầu từ tháng 7/2024. Trong cái chương trình này thì Thủ tướng Albanese cũng đặc biệt là chi tiêu thêm 3 tỷ đô la trong ngân quỹ để khuyến khích các tiểu bang và lãnh thổ họ có thể xây thêm những căn nhà trên cái mức mà hội đồng đã cam kết, cũng như là có một cái phần nào đó an toàn hơn cho cư dân. Hiện nay bắt đầu có những cái tranh luận trái chiều từ liên đảng đối lập, từ đảng xanh. Họ cho rằng đó, tất nhiên là con số 1.200.000 căn nhà này là người dân Úc đang mong chờ. Nhưng mà cái thời gian xây dựng nó sẽ bao lâu? Có lẽ là có nghe thì nó có vẻ là giống như là một cái hội nghị thượng đỉnh về nhà cửa. Anh em mình cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là đây là một cái vấn đề nan giải mà nhiều chính phủ, nhiều nhiệm kỳ của nhiều chính phủ đã không có cái họ đã làm lơ, họ làm lơ, và hay là họ không có những cái giải quyết thật sự bền vững, mà chỉ có giải quyết là lơ lơ mà thôi. Thì do rõ ràng cái sự báo động đó đến chính phủ liên bang, và cũng như là hầu như là họ phải có một cái hội nghị thượng đỉnh. Thì thưa quý vị, rất tóm tắt là đối với liên bang, Thủ tướng Albanese là tôi để 3 tỷ ra đây, 3 tỷ ra đó thì ai muốn lấy. Nếu mà chúng ta nói rất ai xây nhiều cái lấy nhiều và cho nên là đây là cái 3 tỷ là coi như là nhiệm vụ của liên bang là xong rồi. Đến cái phần mà approval cho những căn nhà ở tại địa phương có hội đồng thành phố. Còn vấn đề mà anh cho xây dựng bao nhiêu, hay là subdivision, là cắt đất bao nhiêu đó tiểu bang. Còn tôi là chưa cho 3 tỷ thôi. Thì tiểu bang nào xây càng nhiều thì càng lấy. Và ở trong cái chương trình đó, thì cứ mỗi căn nhà được xây developer, những người có được 15.000 đô la. lại là đi lại cái chiều hướng cũ của tín quyền tiền nhiệm Scott Morrison. Lại đưa tiền vào, thì nhiều những cái phản ảnh là tiền như vậy thì chỉ có khỏe cho những người developer, nhưng mà chưa chắc nó đã ra được. Và có nhiều người đã có những phản ảnh là 15.000 không đủ, là tại vì nếu mà chúng ta có được những cái điều khoản mà để cái điều kiện đó mà để xây căn nhà mà với cái tiêu chuẩn là basic mới đó, Kim Hoàng, là nó phải tốn hơn
tới 40-50 ngàn. Vâng, với vấn đề cách nhiệt và thay đổi khí hậu hiện nay, hệ thống gas, hệ thống điện, có nghĩa là rất là nhiều những cái thay đổi mới, luật lệ mới. Cho nên cái đó là một cái sự than phiền mà rất rõ ràng. Nhiều người nói bây giờ xây nhà đắt lắm, bây giờ xây nhà lên tới 20%. Một trong những yếu tố đó là cũng vì cái yêu cầu. Cho nên chúng ta đang ở trong một cái mức mà ai cũng muốn hết đảng xanh, thì để muốn thỏa thuận thì phải có những cái policy như thế này. Đảng lao động là đang nắm chính quyền thì cũng đã rất là hứa hẹn về climate change, về những cái thủ tục, những cái điều khoản mà cần phải có để cách nhiệt cũng như là solar đủ mọi requirement, thì làm sao chúng ta có được một căn nhà. Và cái sự chậm trễ của hội đồng thành phố để mà approve làm cho cái số lượng mà được mà approve mà xây nhà xuống rất là thấp. Dạ, thưa đúng, có nghĩa là phải loại bỏ tất cả những cái thủ tục hành chính rườm rà và quan liêu. Hiện nay là tất cả cái vấn đề mà approval của cái những cái thiết kế, những cái bản thiết kế xây dựng nhà, nó đang trong một cái bối cảnh ứ động rất là nhiều mà hội đồng thành phố không thể nào giải quyết kịp hết. Bên cạnh đó, một cái yếu tố khác mà Liên đảng Tự do của ở thế đối lập đã nêu ra là trong cái ngân sách vào tháng 5 vừa qua, chính phủ lao động Albanese cũng đã dự phòng nước Úc sẽ đón thêm 1.500.000 người. Với 1.500.000 di cư mới vào Úc mà chỉ có 1.200.000 căn nhà được xây dựng thôi, thì con số đó nó cũng đã thấp hơn cái số lượng di dân rồi. Chứ chúng ta không nói đến là nó còn phải cái lượng đang thiếu nữa. Như vậy thì nó không hề giải quyết gì cho cái bối cảnh khó khăn này cả. Nó còn làm tệ hại hơn nữa. Thưa vị, thì đây cũng là một cái vấn đề mà có một cái yếu tố chính trị, là rõ ràng là Thủ tướng Albanese sau khi mà cái thông tin đưa ra đó, là coi như là cái nhiệm vụ của liên bang đã làm được phần nào rồi. 3 tỷ để đưa ra, ai muốn lấy. Thì coi như là, thì đương nhiên là đây là một cái sự kêu gọi và nó có cái vẻ hình thức hơn. Nhưng mà những cái vấn đề huyết mạch mà để giải quyết đó, để mà làm sao cho ba cấp chính quyền kết hợp thành một cái nó gọi là một cái luật lệ mà nó thống nhất hết, thì mới hầu mong giải quyết được 1.200.000 căn nhà. Dạ vâng. Nói tóm lại là chính phủ Albanese đưa ra một cái viên kẹo rất là ngọt, một cái bức tranh nó rất là đẹp. Nhưng mà khi mà đi vào chi tiết rồi thì chúng ta thấy là nó rất là nhiều những cái gềnh đá mà mọi người, những cái chướng ngại vật mọi người, mọi cấp phải vượt qua, kể cả các công ty xây dựng, kể cả hội đồng thành phố và ở cấp tiểu bang. Nói bây giờ cái vấn đề quy hoạch khoanh vùng chọn đất để xây nhà thôi, nó cũng đã bị mất một cái thời gian rất là dài rồi. Và càng để lâu thì cái tiền chi phí vật liệu xây dựng nó lại càng gia tăng. Và gia tăng như vậy thì câu hỏi hiện đặt ra là 1.200.000 căn nhà mới xây này nó có thật sự là nhà xã hội với giá cả phải chăng hay không? Hay nó chỉ là những cái căn nhà bình thường và người nghèo cũng không thể nào với tới hết? Thế mục đích là để giải quyết khủng hoảng gia cư cho người nghèo. Nhưng mà thật ra cái bài toán chính phủ đưa ra thì là những cái người nghèo họ không nhìn thấy họ ở trong Nó quá xa vời. Có những nhà đầu tư hoặc là những người mua căn nhà đầu tiên, họ có thể nhìn thấy họ ở đó. Nhưng với những người đi thuê thì họ hoàn toàn không có một cái giải pháp nào hết. Cho nên chúng tôi có nhắc đi nhắc lại là đây là một cái vấn đề rất là nan giải và nó rất là trầm trọng mà nó không có một cái sự quyết. Đó cũng là lý do tại sao mà trong nhiều nhiệm kỳ trước, liên bang lẫn tiểu bang, không có một cái chính phủ nào có thể co ra được một cái hướng giải quyết lâu dài như mà tôi nói hơi ngoài lề chút, là như là Singapore đã làm. Họ đã làm từ 3-4 thập niên trước và họ đã làm một cách rất là kỷ luật và đã đưa cho cái thành phố Singapore làm thành phố đất đai rất là eo hẹp và nhỏ và ít những người vô gia cư nhất trên thế giới. Thì đây là cái mô hình nó quá là lý tưởng nhưng mà khó lòng mà nước Úc có thể theo được. Và cũng chính có lẽ là cũng chính vì vậy mà một ngày sau khi Hội đồng Nội các Quốc gia tổ chức phiên họp ở Brisbane thì Đảng Lao động cũng đã có một cái phiên họp của Đảng Lao động. Và trong cái phiên họp này đấy thì chúng ta nhìn phiên họp là của tổng đảng, đại hội, có gọi là đại hội Đảng Lao động ở cấp liên bang và quy tụ khoảng 2.000 đảng viên tham dự. Và chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh liên nghiệp đoàn CFMEU họ đã đình công rất là rầm rộ, cũng liên quan đến vấn đề nhà cửa, bởi vì họ không hài lòng với cái chính sách mà chính phủ vừa mới loan báo. Họ trở lại cái đề nghị của họ là đánh thuế 40% đối với các tổng công ty để có được khoảng 500 tỷ đô la để từ nay cho đến năm 2041 dùng cái tiền đó để xây nhà. Thì nên nó có vẻ là nó hợp lý hơn là chỉ có vài tỷ của chính phủ thì không giải quyết được gì hết. Vâng, thì cái đó cũng là một lý do rất là điển hình mà tại sao vấn đề nhà cửa nó không giải quyết được. Quý vị thấy là nó cứ đi vòng theo vừa politics mà vừa chính trị mà vừa kinh tế. Và nếu
mà kính một người một kinh tế gia mà chỉ lo về mà giải quyết vấn đề nhà cửa thì nó sẽ rất là thành công, nhưng mà chúng ta đang ở một cái vị thế mà trên thực tế nó không thể xảy ra được, là vì những cái đảng phái chính trị là đang nắm chính quyền và nghiệp đoàn cũng phải bắt tay vô trong trong cái guồng máy báo động để nó mà áp đi. lực. Dạ, nhưng mà nếu mà có thể nói chính quyền Albanese không làm gì thì cũng khó trụ được trong cái nhiệm kỳ thứ nhì đó thưa anh, là bởi vì cái tình trạng gia cư nó quá nóng rồi, không thể nào tiếp tục làm ngơ như là các chính quyền tiền nhiệm được nữa, phải có cụ thể hóa mà thôi. Và chúng ta phải chờ xem cái kế hoạch mới xây dựng 1.200.000 căn nhà này nó sẽ nhúc nhích như thế nào trong vài tháng sắp Vâng, thì tới. theo tôi nghĩ là cũng rất là nhiều những chính phủ trong nhiệm kỳ trước cũng đã cố gắng, chúng ta đã cố gắng tìm tòi những cái solution mà chúng tôi không có, vì một cái lý do là cái năng suất mà để tập trung mà để làm ra việc để mình xây nhà đó nó bị quá là trì trệ, và nhiều tradesmen là những người thợ đó họ cho rằng là họ họ có khó có khả năng mà tiếp tục được, là tại vì cái số lượng mà những công ty xây dựng càng ngày càng đi vô cái tình trạng khánh tật nó có quá nhiều, và những cái ứ động đó là cho nên một cái sự thiếu cân bằng, chưa chắc là những cái nhiều người chưa chắc là chúng ta thiếu thợ thật sự, nhưng mà những cái sự mất cân bằng giữa chỗ này có thiếu thợ rồi, những có nhiều người subcontractor bị những chủ thầu giật nợ Dạ đúng, cái đó. họ không survive được thôi. Cho nên là chúng ta không có mường tượng được là cái vấn đề nó nằm ở đâu, cho nên chúng tôi đang có một cái suy diễn là ngành nghề xây dựng nước rất là khá hỗn loạn trong thời điểm này. Vâng, họ ngay cả bây giờ đưa cho một cái công trình lớn, một cái dự án lớn, chưa chắc gì là họ 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 nhận một cách vui vẻ và hạnh phúc như trước đây. Trước đây họ có được công trình thì có thể nói họ phải đấu thầu tranh nhau, nhưng mà bây giờ quăng một cái miếng bánh ra cũng không ai chụp lấy hết, là bởi vì họ rất là sợ đụng tới rồi thì nó sẽ phải vấp vào những cái vách đá khác nữa mà họ không thể nào vượt qua. Thưa anh, trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, không biết anh Huy còn những cái thông điệp gì muốn gửi đến cho khán giả hay không? Chắc chắn là 1-2 tuần nữa chúng ta có một cái quyết định mới là lãi suất có tăng hay không, thì với những cái gì mà chúng ta đã phân tích hôm nay thì có lẽ là cái câu trả lời có lẽ là không, phải không Kim Hoàng, và lãi dập Rất trên hy đây vọng, rất hy đúng vọng không? sẽ không tăng. Và hình như là tháng 9 tới đây đó là tân thống đốc Dạ vâng. Green, 16 tay tháng 9 là ngày 16 tháng cuối 9 cùng của thống đốc Philip Lowe và 17 tháng 9 sẽ là ngày nhậm chức của Michelle Bullock. Thì chắc chắn là trong những cái thời gian tới đó tân thống đốc ngân hàng trực kim của Úc Reserve Bank có lẽ là chắc cũng phải là không có dám làm những cái quyết định mà nó gọi là Mạo hiểm. quá liều mạo hiểm và liều lĩnh để mà cho dân đang oán, là tại vì thưa quý vị rõ ràng là chúng ta thấy người dân đang bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn và nó phải thấm dần, khi mà 12 lần 13 lần tăng lãi suất đó, thì 9 10 tháng sau 12 tháng sau chúng ta mới thấy thấm được những cái sự khó khăn đó, và tiền bạc ngân sách gia đình càng ngày càng co cụm lại, thì lúc đầu thắt lưng buộc bụng chủ thương vụ mới bắt đầu la lên là chúng tôi là đang đang bị Lan là có nạn vấn nhân. đề là nạn nhân. Vâng, kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và kế toán gia Paul Huy Nguyễn cũng xin tạm kết chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn Huy đã cùng tham gia chương trình. Vâng, cảm ơn Kim Hoàng và xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại với tất cả quý khán giả trong những chương trình sắp tới.